Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 3 trang số 10. Bài số 2. Bài số 1 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Tổng của 46.583 và 7.360 là bao nhiêu đây? À, như vậy chúng ta cộng ở ngoài rồi chúng ta điền vào. Rồi cái bài này thì chúng ta thay cộng ở ngoài thì thầy có cái đáp án là 53.943. Như vậy đáp án là B. Đó. Các em cộng cho nó đúng ha. Thầy cộng là ra đáp án này. Đây là tổng là cộng ha, nhớ là tổng là cộng. Đây là hiệu là trừ. Hiệu là trừ. Và chúng ta sẽ lấy là cái số này là 76.539. Chúng ta trừ cho 57.492 thì chúng ta sẽ được là 19.047. 19.047. Đây. Đáp án này. Đáp án A. Tích là nhân. À, tích là nhân. Thế là chúng ta sẽ lấy là 18.106. Chúng ta sẽ nhân cho 5 là bằng là 90.530. 90.530. Như vậy là đáp án là C. Nó qua trang tiếp theo. Câu D. Thực hiện phép tính là 48.724. Chúng ta chia cho 7 thì được là thương là bao nhiêu và dư là bao nhiêu. Như vậy chúng ta nhận xét là chúng ta thấy là câu A nè, số dư mà 11 là sai, tại vì số dư số chia đây là 7 mà số dư đây là nó thì cao nhất là 6 thôi. Nè, lớn nhất số dư là lớn nhất là chỉ 6 thôi. Đây người ta là 7 rồi. Và cái ba cao này là sai. Còn số dư là 4 3 4, như vậy chỉ còn 3 cái đáp án này. Rồi, thầy chia ra được là 6.960. 6.960. Và cái đáp án này không phải. À, 6.960, 6.960, 6.960. Rồi như vậy thì còn là lầu ra còn được là hai cái đáp án này. Rồi bây giờ là dư 3 hay là dư 4? Và thầy tính được là dư là 4. À, đáp án D. Bài số 2. Ở một siêu thị sách, tháng 8 bán được là 10.620 quyển sách. Số sách bán được trong tháng 9 là giảm đi 3 lần so với tháng 8. Ở tháng 9 siêu thị đó bán được là bao nhiêu quyển sách? À, chúng ta chú ý này, giảm 3 lần, cái chữ lần là chia, à, giảm đi 3 lần là chia. À, còn ví dụ như là tăng lên 3 lần là nhân 3. À, còn giảm đi 3 thì trừ 3. Có chữ lần này khác này, lần là nhân hoặc là chia. À, có chữ lần là nhân hoặc là chia. Mà giảm là chia, mà tăng là 3 là nhân. Như vậy chỗ này thì chúng ta chỉ việc lấy số này chúng ta sẽ chia cho 3. Đó, nó ra thôi, có một phép tính thôi. Bỏ cái này đi. Bỏ này. Số quyển sách tháng 9 siêu thị bán được là. Số quyển sách tháng 9 siêu thị bán được là. Chúng ta lấy là 10.620. Chúng ta chia cho 3 bằng. Bán được là 3.540 quyển sách. Đáp số 3.540 quyển sách.
Chúng ta tiếp tục qua bài số 3, tính giá trị của biểu thức. Cái biểu thức đây là cái này là nó có cái dấu dấu ngoặc thì chúng ta phải thực hiện trong cái ngoặc trước. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy là 49.600 trừ cho 25.300 bằng là 24.300. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia cho 9. Chia cho 9 thì chúng ta sẽ được là 2.700. Rồi chúng ta phải thực hiện trong cái ngoặc trước. Bài này là đây là dấu cộng và đây là dấu nhân. Thì chúng ta phải thực hiện cái phép nhân trước, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy là 4.050 chúng ta sẽ nhân cho 8, được không? Nhưng mà trước đó thì chúng ta ghi cái này lại cái đã, là 59.360 này. Chúng ta cộng cho là 32, cái này nhân nhau là được là 32.400. Đó, 400. Cái này nhân nhau thì được ra số này. Rồi chúng ta lấy hai con số này chúng ta sẽ cộng lại nhau là 59.360. Chúng ta cộng với lại cái số này. Rồi. Và được là 32.000. Cộng lại được là bằng là 91.760. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Một cửa hàng xăng dầu nhập về là 8.500 lít dầu, số xăng dầu nhập về gấp 4 lần số lít dầu nhập về. Hỏi cửa hàng đó nhập về tất cả là bao nhiêu lít dầu và xăng. Rồi chúng ta xem lại đề này. Một cửa hàng xăng dầu, cửa hàng này là xăng dầu, có nghĩa là vừa có xăng mà vừa có dầu, nhập về là 8.500 lít dầu. Cái này là cái riêng là dầu nè. Dầu là 8.500. Số lít xăng là nhập về gấp 4 lần số lít dầu. Như là hỏi cửa hàng nhập về bao nhiêu lít xăng lít dầu. Thì như vậy thì bây giờ là muốn trả lời câu hỏi cuối thì chúng ta phải đi tính cái số lít xăng. Cái này là dầu có rồi. Mà lít xăng là gấp 4 lần, chúng ta lấy số này ta nhân cho 4, sau đó chúng ta sẽ cộng hai số lại thì chúng ta sẽ được là ra cái đáp án. Bài toán này hai lời giải, là giải thứ nhất thì chúng ta sẽ đi tính là số lít xăng nhập về là số lít xăng nhập về là 8.500 ta nhân cho 4 bằng kết quả là 34.000 lít. Rồi ta lấy số này ta cộng với số này thì ra được là số lít xăng và số lít dầu. Số lít xăng và lít dầu nhập về là 8.500. Rồi đó là lít dầu ta cộng với lít xăng, chỗ này là 34.000 bằng, tổng cộng là bằng là 42.500 lít. Đáp số 42.500 lít. Chúng ta qua trang tiếp, chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Tính nhẩm 46.000 mà ta trừ cho 40.000. Cái này chúng ta sẽ thực hiện trong cái ngoặc trước. 46.000 mà ta trừ cho 40.000, như vậy là còn lại là 6.000. Còn là 6.000. Riêng cái này là còn 6.000 nè. 6.000 người ta nhân cho 5. 6 nhân 5 là bằng là 30. Nhân 5 là 30.000. Rồi bài này thì chúng ta phải thực hiện cái phép chia trước. 42 mà chia 6 bằng 7, 7.000. 7.000.
7.000 mà ta chọn cộng với lại 9.000 là bằng là 16.000. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.